Lấy ba xanh một đỏ nhé. Đó. Thì giống như hạt xanh này nó rất là cái này đều đủ khoảng nó 25 hạt, không có nhiều, không có ít đâu mà. Gì nữa không? Sắp từ người chợ này cả. Được chưa? Ôi, tôi đến là 15.000. Đây là đưa đồ đo xem bao nhiêu. Cháu bảo anh Sơn bán tóc cho mình thôi. Ha ha ha!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.